Đụ má mấy thằng lòng tiếng, tao đéo có nói như vậy luôn mà đụ mẹ nó lòng con cặn gì vô. Nó bắt tao nói bậy nói bạ, cu chim cặc bướm con đĩ mẹ, mấy thằng lòng ăn ở thất đức cái lộn mẹ, nên tao đéo có nói như vậy. Đi nướng lồn lúc già có bầu, đu đưa không phải là hư đu đưa để biết em nay nướng lồn, đu đưa không phải bồn chồn đu đưa để biết cái lồn có răng. Rồi tiền của tao mày tính sao mày? Từ từ trả đụng má làm gì ghê vậy ba? Mày có biết mấy thằng mượn tiền tao giờ ở đâu không? Đó, tao chỉ vậy nè, đó đụng má tao chôn nè, đó chỗ này nè, đó ba thằng đó đĩ mẹ nó. 8 hang 3, hàng nào chưa có người yêu, hàng đó đẹp trai. Đủ má mày về nhà cúi xuống liền cho tao nhanh lên. Con đĩ mẹ mày, bữa nay mà cô chủ nhiệm mà nói mày không có đi học, mày vô quán mà tư nha chơi điện tử phải không? Cái lồn má về nhà đốt tập nghỉ học luôn. Nhiều lúc mình nghĩ mà mình buồn lắm mấy bạn à. Mình bỏ chất xám ra mình làm clip mình đăng lên cho mọi người coi, vậy mà có một số người vô coi vô cười cho đẻ rồi sóng nước lên chơi kỳ vậy. Video nào cũng 300-400 lượt coi đó mà lượt like tương tác có hai mấy người à, sống dậy coi có được không? Alo, Ngân hả? Anh là Giang Sida đây. Anh muốn liếm con chim của em. Ở đây thằng nào xạo lồn mà có lương đứng lên. Ê Lộc, hôm nay tao có hẹn đi chơi với bồ rồi, tao không có ở nhà nhậu với mày được rồi. Đủ, để tao hỏi nó đi, đi nhậu mày, nhưng mà mày trả tiền nha. Ê mấy thằng lồn xem chùa. Xem chùa cái gì? Xem chùa video của tao. Tại sao mày không đăng ký? Bịt mẹ mày. Tao bỏ chiếc xám ra tao làm cho mày coi. Tại sao mày không đăng ký? Hả? Bịt mẹ mày. Vào dịp lễ Giáng sinh, tất cả mọi người sẽ nhận được quà của ta, từ già trẻ, gái trai, lớn bé, BD, bô môi, led đều có. Nhưng riêng bởi mặt lồn mày thì không, con đĩ mẹ mày, đập cái chén ở đầu mày chích mẹ mày chứ quà của tao hả? Tao vố mày chích mẹ mày có ngày nha. Đĩ mẹ mày em coi. Không không. Má em lì mày. Ủa mẹ mày. Bước bước theo cô nàng, hối hối thăm cô nàng. Em ở đâu cho anh biết nhà, anh đưa về cho mấy cái anh bên đường. Cứ ngó theo em hoài, ơi cô em về thương cho anh biết nhà mai anh.